Mỗi đứa 2 viên. Dạ. Khi mà bé nhà các bạn mà hay khóc đêm ấy, mặc dù là ăn no hoặc trước khi ngủ đã uống một cốc sữa nhưng vẫn cứ khóc đêm, quấy ê đêm, thì các bạn nên bổ sung vitamin D cho các bé nhé. Đây, nhà tôi có 2 bé. Xì chuối ơi, xì ơi, vào uống thuốc đi con. Chuối này, thuốc của con này, con khóc to, uống đi. Nào mẹ nói, mẹ nói cho xíu. Xong hết rồi con. Ok, con giỏi. Vừa cố lên, vừa cố lên, hai con ít nữa. Xí ơi, bế con lên. Bế con lên, nịnh không? Chuối uống hết rồi này. Chuối uống hết rồi. À, xì xì uống đi, xì uống đêm đỡ khóc. À, giỏi thế, ngửa cổ đi. Ngửa cổ giỏi. Giỏi, 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 một hớp nữa thôi. À, 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 à. Ngửa cổ đi. Giỏi. Ực nhanh. Rồi, xong. Xì giỏi quá. Giỏi quá. Chám miệng. Thôi uống đi. Thôi, về bố đi cho đi lớp nha. Chuối. Chuối, sao con lại lấy cái bình của mẹ ra? Bố, cái bình đi là nặng thôi. Đêm không phải khóc nữa con nha.